Việt Hương tức giận vạch trần mối quan hệ với Giang Kim Cúc, đừng lợi dụng tên tuổi mà ăn trên xương máu đồng bào, đừng gắp lửa bỏ tay người. Không chỉ giới nghệ sĩ, nhiều tổ chức cá nhân có hoạt động từ thiện cũng đang lao đao trước sự giám sát của khán giả. Trong số đó, nhóm Mai Táng Không Đồng của Giang Kim Cúc là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội lúc này. Trưởng nhóm Mai Táng Không Đồng liên tiếp bị tố ăn chặn tiền quyên góp, tung tin giả khiến dư luận công kích người khác, nói dối về số dư trong quỹ để tiếp tục kêu gọi. Mặc cho Giang Kim Cúc đã lên tiếng giải thích xin lỗi, nhưng thái độ hời hợt của cô khiến dư luận không thể bỏ qua. Làn sóng phẫn nộ ngày càng mạnh mẽ, những người có quan hệ thân thiết với Giang Kim Cúc và nhóm Mai Táng Không Đồng cũng khó tránh khỏi việc bị liên lụy. Việt Hương là một trong những người bị nhắc đến. Theo đó, dư luận đồn đại rằng Việt Hương có liên quan mật thiết với Mai Táng Không Đồng. Bằng chứng là việc nữ danh hài đã cung cấp xe cho Giang Kim Cúc cùng các cộng sự. Không để khán giả phải hoang mang lâu, Việt Hương đã thẳng thắn lên tiếng và muốn làm rõ về vấn đề này. Trong buổi làm việc với truyền thông, Việt Hương khẳng định cô không liên quan đến Giang Kim Cúc và nhóm Mai Táng Không Đồng. Việc duy nhất cô từng làm là giúp đỡ và hướng dẫn họ làm thiện nguyện. Nữ danh hài mong sẽ không bị hiểu nhầm, lôi kéo vào chuyện của người khác. Bà xã nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ: "Tôi nói luôn, toàn bộ xe cấp cứu cứu thương chở linh cữu tôi đã trao cho người khác và tính tôi đã trao là xong, không hỏi lại. Tính tôi cho ai là cho luôn, không hỏi tới xem họ làm cái gì. Tôi chỉ biết bỏ tiền mua và trao tặng cho họ để họ làm, như nhóm Mai Táng Không Đồng hay anh Đoàn Ngọc Hải. Không quan tâm đến những việc sau đó, bởi vậy nên mọi người đừng hỏi lại tôi về những chuyện không liên quan đến tôi." Không chỉ Việt Hương, ông xã của cô cũng tỏ ra bức xúc khi vợ bị đặt điều, bịa chuyện không hay về vấn đề từ thiện. Nam nhạc sĩ tâm sự trên trang cá nhân: "Kết quả là những người cần mình giúp đỡ, nhận được sự giúp đỡ, đó chính là cái đích mà chúng tôi muốn. Chúng ta nên có cái nhìn khách quan hơn về sự việc. Khi Tổ quốc gặp khó khăn, một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Việt Hương muốn tạo điều kiện giúp đỡ để những người khác cũng có thể làm thiện nguyện. Sông sâu biển thắm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Kể cả có dạy bảo người ta làm những việc tốt mà họ lại đem đi chuộc lợi cá nhân thì Việt Hương sao mà quản được. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất. Nhớ bấm chuông thông báo và đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ."